tôi đã có cơ hội được quay trở lại đất nước mà tôi đã quen thuộc và chân lý trong suốt những kỳ làm việc kéo dài 3 năm trước đây. Tôi hoàn toàn hiểu được tầm quan trọng lớn lao của trách nhiệm công việc ở đây và mong mọi người tin tưởng sự tập trung của tôi sẽ dành được toàn lực hướng tới việc vượt qua những thử thách chúng ta đối diện trong thời gian tới. Tôi trân trọng sự tín nhiệm đến từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đặc biệt là ngài Trần Quốc Tuấn, chủ tịch liên đoàn, cùng ngài tổng thư ký, ban lãnh đạo, ban tổng thư ký và toàn đội ngũ văn phòng hành chính về sự hỗ trợ tận tâm và đã đặt niềm tin vào tôi dẫn dắt đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam. Người tiền nhiệm của tôi, huấn luyện Park Hang Seo, đã để lại di sản về một đội hình giàu tính cạnh tranh. Cùng với đó, lợi thế hiểu biết về bóng đá Việt Nam cũng như kinh nghiệm làm việc trước đây tại các cấp độ và giải đấu cao nhất của cá nhân tôi, tất cả trở thành khối tài sản quý báu sẽ trợ giúp tôi trong những chặng đường chinh phục những nhiệm vụ sắp tới. Ngay sau đây, những giải đấu sẽ liên tục được tổ chức. Chúng ta có SEA Games vào tháng 5. Tiếp theo đó là chiến dịch hướng tới Olympic Paris 2024 bắt đầu với vòng loại U23 châu Á. Rồi sau đó là vòng loại FIFA World Cup 2026 bắt đầu từ cuối năm nay. Ngoài ra còn là AFC Asian Cup vào đầu năm 2024. Nhưng sau tất cả các cộng sự và tôi đã sẵn sàng tinh thần cùng với những kế hoạch chuẩn bị. Mọi giải đấu quốc tế nêu trên đều là cơ hội to sát quý báu cho đội tuyển được chạm trán với những đối thủ tầm võ để từ đó tạo ra nền tảng cho sự phát triển tiếp theo. Thể thức mở rộng của FIFA World Cup 2026 với 48 đội tuyển quốc gia tham dự giúp Việt Nam có thêm cơ sở tin tưởng và cơ hội giành vé tham dự vòng chung kết. Đây là mục tiêu sau cùng mà tất cả chúng ta đều đang hướng tới. Dĩ nhiên, đó là mục tiêu đầy tham vọng, nhưng không hề là ngoài tầm với. Đó sẽ luôn là động lực phấn đấu từ nay cho mọi thành viên ban huấn luyện, mọi cầu thủ và cả những người hâm mộ đầy cuồng nhiệt ngoài kia mà chúng tôi muốn để đáp sự tin tưởng đó. Kính thưa quý vị, mục tiêu mà cá nhân tôi đặt ra khi tiếp nhận cương vị này sẽ không chỉ dừng lại ở việc củng cố những thành tựu của người tiền nhiệm tôi đã đạt được, mà làm thế nào để giúp bóng đá Việt Nam nâng tầm hơn nữa của vị thế trên bản đồ và thứ bậc của bóng đá thế giới. Tôi tin tưởng đây là mục tiêu khả thi bởi những cảm xúc tương đồng vào thời điểm tôi nhận chức tại đội tuyển quốc gia Nhật Bản trước đây, khi xung quanh tôi là những cầu thủ tài năng, một môi trường làm việc chăm chỉ và tận hiến, cùng với đó là cả những bóng đá bất tận chỉ trông chờ để bùng nổ. Sẽ có thời điểm vui, sẽ có những khoảnh khắc buồn, bởi tất nhiên đây là bóng đá. Nhưng chúng ta có thể mạnh mẽ vượt qua tất cả để thành công, vì chúng ta đoàn kết được mọi nhân tố trong đại gia đình bóng đá Việt Nam cùng chung nhìn về một chí hướng từ liên đoàn đến các câu lạc bộ và cả người hâm mộ. Tôi mong muốn được kết nối với tất cả mọi người lại với nhau thông qua bóng đá, bởi đây là môn thể thao có khả năng tạo ra nguồn năng lượng tích cực và động lực lớn lao. Rất mong anh chị truyền thông có mặt tại đây có thể truyền tải đầy đủ những lời tôi phát biểu tới người hâm mộ và người dân Việt Nam để tất cả mọi người hiểu được quyết tâm của tôi cũng như tin tưởng vào hành trình của chúng ta sắp tới. Đây là thời khắc mà chắc chắn tôi sẽ mãi ghi dấu trong lòng của cá nhân tôi. Cảm ơn.